Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Clip này là ghi lại của một người chơi bản tiếng Trung đã vượt qua được ải 345 với đội hình giống như thế này. Giác đấu, lửa và bộ đôi pháo đài với hai nam chính đó là Mega Blaziken với cả con Volcanion này. Ải 345 này khó khăn nhất chắc vẫn là hai con Giratina rồi, nó rất là trâu. Nó khác với cả Gurra. Gurra thì các bạn có thể sử dụng Salamencer hay những Pokemon chặn hồi máu để có thể làm cho nó không hồi máu lại. Những bọn đòn đánh bạo kích thì nó sẽ hồi máu này, còn riêng với Giratina này thì nó tạo khiên mỗi lượt này và khả năng phòng ngự của nó rất là trâu. Ở clip này thì người chơi đó thì ghi lại nó là xem lại hình ảnh tuyệt kỹ cho nên chúng ta cũng ngó như vậy thôi. Volcanion ở thời điểm hiện tại như này khi chưa thay đổi skill ấy, thì cái đam nổ của nó rất là kinh khủng. Và khi nó 8 sao và các bạn có thêm hai Pokemon hệ lửa hoặc hệ nước thì nó sẽ tạo ra được hiệu ứng đó là cái hồ hơi nước đang đặt ở trước bên mình ấy. Và nó cũng là một con đặt bẫy này, kèm theo con Magina cũng là đặt bẫy, đều bộ đôi đặt bẫy rất rất là hay. Và địch thì bị hiệu ứng nóng chảy này các kiểu này từ con Victini với cả Volcanion nữa, hiệu ứng cháy rất là nhiều. Mega Blaziken đi cùng với tim lửa như này rất là lợi, bởi vì là địch cứ khi bị mất máu bởi hiệu ứng cháy ấy, thì là nó sẽ được ấn, mà ấn thì cứ đủ được 3 5 ấn thì nó sẽ tự ra đòn tuyệt kỹ luôn. Và cái ải này thì gọi như là không phải là kiểu như là địch đánh không phải là mạnh, chủ yếu về sau hầu như là địch quá là trâu thôi, chứ còn đâu mình phải mất hơn 10 lượt mới đánh được này, 42 triệu này. Mega Blaziken thì đánh theo kiểu mà không phải đánh một con đâu, mà nó có càng nhiều ấn hoa lửa của nó càng nhiều thì nó sẽ đánh được tối đa là 3 địch cơ. Đam nổ này và bỗng nhiên Mega Blaziken ra được đòn tuyệt kỹ tiếp này. 500 đánh lên con Giratina, nói chung là nó thủ rất là trâu. Magina chủ yếu đi theo để hỗ trợ thôi. Nhưng mà đam nổ các bạn thấy vừa rồi nó cứ nổ này phát là địch mất máu rất là kinh khủng. Lại đá tiếp này. Sắp tới mà có Mega Blaziken dạng S cộng nữa thì lại quá tuyệt vời. Triệu 6 này. Victini thì nó có khả năng cũng hồi máu được dành cho team lửa này và chống khống chế này. Còn đâu là Diamond Galdon cho vào trong team như thế này để lấy thêm một con phòng thủ thôi. Chứ còn đam của nó đánh lên bọn này thì cũng chẳng to gì cả. Victini cũng vậy, cũng là một Pokemon hỗ trợ dành cho team lửa của bạn nhiều cái hiệu ứng hơn. Ví dụ như là bạo kích này hay là giáp phản đam này. Đây Volcanion. Nổ phát con gì nhỉ, con Kyo đã bị tử trận rồi. Victini thì tạo ra hiệu ứng khóa lửa như thế này. Volcanion thì nó có khả năng đó là đánh bay địch từ hàng trước xuống hàng sau được, còn nếu mà địch không bị bay xuống thì địch sẽ bị choáng một lượt này. Lại nổ tiếp này. Bốn mươi chín triệu này vẫn chưa chết, lại ulti tiếp luôn. Nói chung là Mega Blaziken đi cùng với team lửa thì nổ liên tục được 20 triệu. Và vừa rồi bị nổ đam chết luôn con Giratina. Sát thương từ đam nổ của hệ lửa rất là ghê luôn. Đợt trước mình nhớ là mình phải có những S cộng mới thì mình vượt qua được cái ải này. Một con Giratina rất là trâu và nổ phát vừa rồi các bạn thấy gần trắng máu luôn này. Xong và người chơi đã vượt qua được cái ải 345 với đội hình giống như thế này, 3 triệu được chiến.